Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ria và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn Thánh Thần. Liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan thường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Có phúc vì đã tin. Lễ Đức Mẹ lên trời, giáo hội chọn đoạn tin mừng nói về Đức Maria viếng thăm bà Elisabeth. Về mặt không gian, nhà của bà Elisabeth ở trên núi cao. Dĩ nhiên, không phải vì yếu tố này mà giáo hội chọn đoạn tin mừng này cho lễ Đức Mẹ lên trời. Nhưng đó cũng có thể là một sự trùng hợp khơi mào những suy tư về việc lên trời của Đức Maria, một sự việc mang tính tiêu biểu trong lòng tin hơn là có thể giải thích cách bình thường. Việc Đức Maria lên trời sau những ngày sống ở trần gian này, trong cách nhìn đức tin được diễn tả trong chính lời chào của bà Elisabeth, người chị họ của Đức Maria. Tuy đã lớn tuổi và hiếm hoi, nhưng vẫn được Thiên Chúa cho cưu mang một con trai. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Nghĩa là đức tin vào Thiên Chúa nâng con người Đức Maria lên trên một tầm cao mới. Hay nói cách khác, Đức Maria đã thăng thiên, lên với Chúa trên ngọn núi của đức tin. Trong cuộc sống xã hội, giữa con người với con người, khi một mối quan hệ được xây dựng trên lòng tin lẫn nhau thì đã là một chuyện lý tưởng, là đã nâng cao mối quan hệ ấy, là xây dựng một mối quan hệ thoát khỏi những thế chấp vật chất. Ở đây, niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa đến độ xin vâng của Đức Maria cũng đã đưa Đức Maria lên với Thiên Chúa, đấng được định vị theo cách nhìn của con người là ở trên trời, nghĩa là vượt ra khỏi những ràng buộc trần thế. Đức Maria có được vì đã tin. Và chính Đức Maria trong lời ngợi ca Thiên Chúa sau đó được quen gọi là bài ca ngợi khen. Magnificat cũng đã diễn tả diễm phúc mà Đấng toàn năng đã làm cho tôi này, và còn đi xa hơn nữa, lên cao hơn nữa
khi xác tín Thiên Chúa sẽ thiết lập một trật tự mới, trong đó Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, kẻ đói nghèo, Chúa ban của dư đầy. Thiên Chúa chính là sự giải phóng để cho con người, đặc biệt là những người nghèo hèn, bé mọn, được giải thoát, được nâng cao. Suy niệm về sự vinh quang lên trời của Đức Maria trong ngày lễ hôm nay cũng là một thúc đẩy, một nhắc nhở cho mỗi Kitô hữu về niềm tin vào Thiên Chúa của mình, một niềm tin có phúc, một niềm tin nâng cao con người và đưa con người lên trời cùng với Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vi, mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn, cả di vật, cả hiện tại với tương lai. Đấng Thiên Toàn, con cương quyết gắng đi tới, trông lên mẹ là vương mẫu của đời con. Chẳng xưa là mẹ con.